Có một Hoàng Đức thật khác, đâu rồi cái vẻ điềm tĩnh lạnh lùng trên sân cỏ, thay vào đó là một Hoàng Đức nhiệt thế này. Sẵn sàng cởi áo ăn mừng và chấp nhận thẻ vàng, chạy quanh sân ăn mừng với đồng đội trong phấn khích. Phải chăng giải hạng nhất đang thực sự là nơi Đức cần về? Cũng trong ngày hôm đấy, ở sân chơi ấy cũng có một Công Phượng thật khác. Đâu rồi hình ảnh Công Phượng ăn mừng khi chỉ mất 8 phút để mở tài khoản trong màu áo của Trường Tươi Bình Phước, mà giờ là hình ảnh trái ngược này. Phượng phải chờ đợi hơn 80 phút mà vẫn không thể ghi bàn. Còn với Văn Lâm, vẫn là dáng dấp quen thuộc ấy, lạnh lùng, chắc chắn và chính xác trong từng pha cản phá. Sân chơi hạng nhất ngày hôm ấy như chia nửa hai thái cực, và đó là những thứ chúng ta ắt hẳn muốn thấy. Có những lời khẳng định đã được nói trên sân, còn có những lời khẳng định vẫn còn chờ thời gian để được nghe, được cảm nhận. Điều thú vị đã được thấy và điều thú vị dự sẽ còn nhiều ở phía trước. Không còn cảnh trầm ngâm ngồi khán đài như ở trận đấu tại Cúp Quốc gia, Hoàng Đức đã có thể sải bước cùng các đồng đội ra sân trong ngày trận mở màn giải hạng nhất mùa này. Cũng là trận ra mắt chính thức trong màu áo của câu lạc bộ Phu Đồng Ninh Bình. Vẫn là số 28 quen thuộc nhưng lại được in trên màu áo đen đỏ cùng với tấm băng đội trưởng trên tay, Đức ra sân với khát vọng và trách nhiệm lớn lao. Trận ra mắt nhưng không được chơi trên sân nhà, thế nhưng có lẽ Hoàng Đức vẫn thu hút được nhiều ánh mắt của những khán giả đội chủ nhà có mặt trên sân 19 tháng 8 Nha Trang, được đánh giá cao hơn với đội hình giàu sao số. Đương nhiên Phu Đồng Ninh Bình sẽ hướng tới 3 điểm trước Katoko Khánh Hòa, và để hiện thực hóa được mục tiêu cũng như có được ngày chào sân ấn tượng, không bất ngờ khi huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tung vào sân đội hình mạnh nhất của Phu Đồng Ninh Bình. Ngoài Hoàng Đức thì còn có sự hiện diện của những Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Quốc Việt, Mạch Ngọc Hà hay Nguyễn Hữu Tuấn. Và cũng không bất ngờ khi Hoàng Đức và các đồng đội đã nhập cuộc với tâm thế đầy tự tin và tấn công ồ ạt. Thế nhưng những vị khách mặc áo đen đỏ gặp khó khi gặp phải lối chơi phòng ngự vừa kín kẽ vừa quyết liệt bên phía đội chủ nhà. Có khi phải gọi là U21 Katoko Khánh Hòa khi hầu hết lực lượng của họ chỉ bao gồm những cầu thủ chớm đôi 10. Vậy mà dàn cầu thủ trẻ ấy sẵn sàng chơi sòng phẳng và làm nản lòng dàn sao chất lượng bậc nhất giải hạng nhất mùa này. Đó mới là điều mà người ta trông đợi ở mùa bóng này. Chứ cứ gọi những ngôi sao về để băng băng vô địch thì còn gì là thú vị nữa. Thêm vào đó còn tạo động lực cho những cầu thủ trẻ phấn đấu nữa chứ. Trở lại với diễn biến của trận đấu bế tắc trồng bế tắc với Phu Đồng Ninh Bình. Khi từ hiệp 1 qua hiệp 2, họ vẫn không thể xuyên phá được hàng phòng ngự kín kẽ bên phía đội chủ nhà. Hoàng Đức nơi tuyến giữa cũng chưa phát huy hết được những điểm mạnh thường thấy ở cả khâu cầm nhịp lẫn phát động tấn công. Và tại sao phải kể nhiều về những diễn biến, bởi tất cả sự bất lực của Phu Đồng Ninh Bình, những cái lò xo bị nén lại để rồi nó bật lên ở khoảnh khắc này. Phút thứ 87, Hoàng Đức lại chọn vị trí tốt để đón cú căng bóng từ cánh trái vào, bật cao đánh đầu lạnh lùng như một tiền đạo thực thụ. Bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Võ Ngọc Cường bất lực chào thua. Đúng là cách ghi bàn thật khác và hình ảnh ăn mừng cũng chẳng giống như thường lệ. Ngay sau khi ghi bàn, Hoàng Đức lập tức chạy ra phía đường biên, vừa chạy vừa cởi áo và rồi vứt thẳng chiếc áo xuống đất như một sự trút bỏ những áp lực phải chịu. 87 phút Hoàng Đức và các đồng đội bất lực trước đội chủ nhà. Và có lẽ áp lực không phải chỉ là riêng một trận đấu mà là kể từ khi Hoàng Đức đặt bút ký vào bản hợp đồng với Phu Đồng Ninh Bình rồi. Người ta nói Đức xuống hạng nhất vì tiền, người ta dạy bìu tuyển thủ quốc gia lại đi xuống giải hạng nhất. Đức cũng chẳng chối bỏ mà thẳng thắn thừa nhận, cầu thủ cũng là người mà, cũng cần có tiền để có một cuộc sống tốt hơn. Dường như rất lâu rồi chúng ta mới được thấy một Hoàng Đức hạnh phúc đến thế. Lần gần nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ấn Độ, Hoàng Đức là người để lại dấu giày cuối cùng trong bàn mở tỷ số của đội nhà. Thế nhưng sau khoảnh khắc ấy, tiền vệ sinh năm 1998 cũng chẳng chạy đi ăn mừng quá xa. Còn đến trận này cởi áo ăn mừng thì tất nhiên sẽ phải nhận thẻ vàng rồi. Nhưng có lẽ ở khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng ấy, Đức chẳng nghĩ được nhiều hoặc bất chấp tất cả. Và hành động giơ áo này cũng như một sự khẳng định rằng anh có lý do để xuống hạng nhất. Xuống đây không phải là hết động lực mà sẽ vẫn tỏa sáng, chỉ là ở một môi trường khác mà thôi. Và giờ Đức là được rồi. Hoàng Đức không chỉ tỏa sáng, Hoàng Đức còn tỏa sáng đúng lúc. Không chỉ Đức mong mỏi đến khoảnh khắc này mà ông bầu, những người đứng đầu câu lạc bộ Phu Đồng Ninh Bình cũng chờ để được nửa mày nửa mặt khi bản hợp đồng mà người ta vẫn nói là bạc tỷ đã thực sự phát huy giá trị. Bàn về sự xứng đáng đồng tiền bát gạo ở Phu Đồng Ninh Bình thì không thể bỏ qua bản hợp đồng chất lượng khác trên sân, Đặng Văn Lâm. Hoàng Đức tỏa sáng ở cầu môn bên phía đội bạn thì ở cầu môn bên phía đội nhà, Văn Lâm cũng khẳng định được giá trị của mình bằng màn trình diễn quá độ ấn tượng. Trước đó Đặng Văn Lâm có màn ra mắt đội bóng mới trong trận đấu giữa Phu Đồng Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng loại Cúp Quốc gia mùa này. Chẳng mất quá lâu để hòa nhập hay thích nghi, thủ thành Việt Kiều Nga nhanh chóng phát huy hết những điểm mạnh và tinh túy của mình. Trên chấm 11m trong loạt sút luân lưu, Văn Lâm đã tỏa sáng với hai tình huống cản phá thành công, góp phần giúp Phu Đồng Ninh Bình giành chiến thắng với tỷ số 4-3 chung cuộc trước đội bóng đang chinh chiến ở V-League. Qua đó hiên ngang
giành vé vào vòng 1/8. Sau lời chào sân mỹ mãn, Văn Lâm tiếp tục được tin tưởng và đảm đương khung gỗ của Phù Đồng Ninh Bình. Không còn là những pha cản phá luân lưu, thế nhưng thủ thành sinh năm 93 vẫn để lại được ấn tượng mạnh mẽ theo cách khác. Xuyên suốt trận đấu là những pha ra vào chắc chắn và đỉnh cao của sự xuất thần thì phải nói đến khoảnh khắc này. Phút 58, Văn Lâm xuất sắc cản phá 3 pha dứt điểm liên tiếp của đối phương, qua đó cứu cho Phù Đồng Ninh Bình bàn thua trông thấy. Và rõ ràng đó cũng là điều mà người ta muốn thấy khi Văn Lâm hay Hoàng Đức xuống giải hạng nhất thi đấu. Tỏa sáng ở đây thì có gì ghê gớm mà lấy làm tự hào. Thế nhưng tỏa sáng thì thấy họ ở đây là cũng có những mục đích định hướng trên sân cỏ. Họ chấp nhận thử thách, những lời gièm pha vì nhìn thấy tiềm lực và khát vọng của đội bóng. Và quan trọng là biết mình có thể làm gì để vun vén cho tham vọng đó, chứ không phải đơn giản là vì một chữ tiền. Phù Đồng Ninh Bình đang cho thấy sự lột xác với những ngôi sao trong đội hình và chặng đường phía trước ở giải hạng nhất hay cúp quốc gia sẽ còn đáng xem hơn. Trái ngược với sự thăng hoa của những Hoàng Đức, Văn Lâm của Phù Đồng Ninh Bình là sự trầm lắng nơi Công Phượng và Trường Tươi Bình Phước cũng ở sân chơi hạng nhất vào cùng ngày. Và cần gì so sánh với cầu thủ hay đội khác, nhìn lại Công Phượng và Trường Tươi Bình Phước trong ngày ra quân tại cúp quốc gia và đến trận này cũng đủ thấy sự khác biệt rồi. Có một Công Phượng thăng hoa trong ngày ra mắt Trường Tươi Bình Phước khi chỉ mất vỏn vẹn 5 phút để có được pha mở tài khoản ở đội bóng mới, thì cũng có một Phượng bất lực trong hơn 80 phút trên sân mà không thể tìm được mảnh lưới của Hòa Bình FC. Tương tự như trận đấu trước, Công Phượng được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Người ta kỳ vọng vào màn tỏa sáng của Phượng, thế nhưng khổ nỗi Phượng còn chẳng được ống kính truyền hình lìa đến nhiều, bởi ống kính khi đó còn bận theo dõi những đường bóng của Hòa Bình FC. Những cầu thủ của Trường Tươi Bình Phước dồn toàn lực để bảo vệ khung thành của thủ môn Tấn Trường, thì làm gì có cơ hội cho Công Phượng tỏa sáng cơ chứ. Sang hiệp 2, mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc hơn đối với Công Phượng và Trường Tươi Bình Phước hơn nhiều rồi. Đội bóng huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức gia tăng sức ép lên phần sân của chủ nhà Hòa Bình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn mở tỷ số. Và tất nhiên trong những cơ hội đó không thể thiếu được dấu giày của Phượng. Đi bóng, chuyền bóng hay là treo bóng, Phượng đều làm đủ cả. Thế nhưng từng ấy không đem lại một sự khác biệt rõ ràng trên sân. Cuối cùng, Phượng rời sân ở phút 81 với vẻ mặt chán chường. Sau cùng, Trường Tươi Bình Phước chấp nhận chia điểm với Hòa Bình FC sau trận hòa không bàn thắng. Đáng buồn hơn là Công Phượng không tung ra nổi một cú sút trúng đích ở trận này. Dấu ấn đậm nhất của chân sút sinh năm 95 có lẽ là ở phút 62 với cú đá phạt góc tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương. Sự chậm lắng ở trận này không hẳn vì phong độ của Phượng mà còn bởi anh được chăm sóc quá đỗi kỹ lưỡng bởi những hậu vệ đối phương ở trận này. Nhưng Công Phượng cần phải chấp nhận và làm quen với điều đó, vì ai bảo anh là ngôi sao sáng nhất ở trên sân chứ. Mới trải qua một vòng đấu mà đã có thật nhiều thứ để bàn. Những ngôi sao lớn tỏa sáng ngay ở những trận đầu tiên chính là tín hiệu tích cực cho một mùa giải bùng nổ cảm xúc. Đúng là giải hạng nhất mà chúng ta mong chờ bấy lâu nay chính là đây rồi.